Dạ, em Thắng, cháu Thắng, chào cô chú anh chị. Thì may mắn em được nhà vườn chia lại một cây khế. Em cũng không biết tên nữa. Nhưng mà khi mà em quay lên có một số anh em nói đây là cây khế Nhật. Nhưng mà tạm thời em thấy lá nó quắn quắn nè. Thì em gọi là khế lá quắn đi. Và nó cho trái quanh năm. Nó cũng đang có bông luôn. Trái nó cỡ này nè, bà con. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết để quay cho cô chú anh chị chúng ta xem luôn ạ. Tổng thể chiều cao cây, khi em bấn em cắt thì từ nhánh cao nhất còn khoảng là 2,5 m. Dạ. Và bà con, cô chú anh chị chúng ta xem, có 3 nhánh chính. Đây, từ dưới thốt thân lên thì tầm khoảng 1 m hơn. Ở và có 3 nhánh chính. Thì em là chuyên cây trái nên không có biết cắt bonsai nên chỉ cắt thế này thôi, mình thấy hợp nhãn rồi mình mua về mình cắt theo ý của bà con chúng ta. Dạ đây, và hiện tại cây em đã dâm ủ đang có rất là nhiều hoa bông mới đây, bông đó. Dạ. Và cây này thì hoành gốc nó em vừa mới đo là 42 hoành chính xác luôn, và hiện tại cái cây của em cũng là cây mẹ của rất là nhiều cây khế khác. Nhiều nhà vườn thì lấy bo của cây này về ghép do có sự độc đáo là lá nó quắn. Đây là một trong những cây mẹ của các cây ghép khác ạ. Hoành ở dưới cùng này là 42 ạ. Dạ, sau khi em Thắng chia sẻ thì cô chú anh chị chúng ta thấy hợp nhãn cây này, hợp phong thủy với gia đình mình, với sân nhà, thì có gì liên hệ em hoặc là chạy trực tiếp tới nhà để xem cây rồi mình lựa chọn mua sắm. Em Thắng chân thành cảm ơn.